Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Trần Canh ở nhà không đi núi, và đồng thời bà già của Trần Canh chuẩn bị sửa sang nhà bếp. Trần Canh vô phải phục vụ là đào cái cây xoài. Cái cây xoài này là 43 năm nha mọi người. Xin mọi người cùng xem nha. Đây nè, mọi người xem này, cái gốc xoài Trần Canh đào hồi chiều giờ đây. Đó. Đứng 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 im rồi. Ê, gốc xoài ấy, mọi người thấy không? Hình như là trong cái linh cảm của Trần Canh là trong gốc xoài này là nó có cái hũ gì á mọi người ơi. Trần Canh tiếp tục đào nữa. À, có kho báo ơi. À, là mọi người sẽ là trong clip sau là Trần Canh sẽ giới thiệu mọi người cái cây cách như thế nào nha mọi người. Rồi giờ mấy đây là mấy đứa cháu đã tham gia nó đã đào cây xoài với ông cậu nó đây. Cậu ơi, con đang làm cây xoài nha các bạn. Rồi thằng đây là thằng cháu ngoại của bé nói đây, con nói đào vừa thấy có gì không? Đào vừa thấy cảm giác mệt. Mệt đâu sao nữa? Ơi chẳng có cục giang. Thằng đây thằng cháu ngoại nói có gì con? Kho báu. Có dưới đây anh. Có kho báu. Đào vừa rồi mà nhân nhà. Có chiếc chân ở trong ngoài ra không? Kho báu. Rồi. Rồi có gì nhỉ? Có gì nữa con? Ừ. Có rửa. Có rửa. Rồi có báo không bán. Có đe rồi có bay xiển đâu. Chưa nhát nè. Có rửa. Rồi có cái gì nữa? Chiều con thấy có gì nữa? Thôi, tất cả chị em là lên rồi tập trung xung quanh lo đào với. Đây mọi người xem cái góc của Trần Canh đào chiều này mọi người. Đó. Đây. Góc nó cực kỳ to mà cực kỳ đẹp luôn. Đó mọi người về đó, góc đó đó thấy chưa? Đây. Đây là bà chị ba nha. Sao? Bà chặt và cố biết bà chặt đấy. Sao không đạt tới đạt con nói đạt. Con tắt vào. Rồi con nói rồi chưa con thấy gì? Tao làm hút đất nha các bạn. Ừ. Đây bà già bà đang làm bánh nhưng mọi người đấy bà đang làm nhân bánh gói bánh tét cho mấy người này đó. Cái hình ảnh nó lưu lại kỷ niệm gốc xài quá rồi gốc xài luôn. Chị đâu tập hello đó ghê chứ đâu ngon cho anh nhé, xét đi cho anh. Này không được đó. Con vàng nữa. Có báo 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 vàng
Vậy con đang quay nha các bạn. À vậy con đang quay. Con bơi ra rừng ơi, cục ế đi nữa. Thắt con mày coi. Nếu mà lớn mày lên núi mày quay clip chứ cậu. Đừng chạy. Được không treo không? Ôi bây giờ mời mọi người xem lại cái gốc xoài này. Cái gốc xoài đây là 43 năm nha mọi người. Đấy. Mà bây giờ là trần canh đào chưa xong. Mà hình như là có cái gì dưới đây á. Là dưới gốc xoài này nè mọi người. Để ngày mai trần canh đào mới xong lận. À, mọi người xem clip sau coi được cái gốc xoài nó như thế nào nha. Đó. Ôi mình điện nó mới ra mà. Nói điện nó mới ra. À thì ý là con vô nhà nào con mới điện. Đâu rồi, bây giờ đào xong luôn chứ. Đó, gốc xoài á, người nhìn kỹ đây. Đó. Đúng không?
Thôi bây giờ Trần Canh xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip sau xem dưới gốc xoài có cái gì đặc biệt không nha. Đấy, dưới gốc xoài này là nó có cái nhiều bí ẩn đặc biệt. Đây, gốc xoài này là 43 năm rồi các bạn. Xin bye bye.